Chào các bạn, như vậy là Android 12 đã chính thức và Google cũng mới bổ sung cho nó một cái tính năng mà người dùng đã mong chờ từ rất là nhiều năm qua. Đó là cái khả năng tìm kiếm và cái việc tối ưu cũng như là đem lại những cái kết quả tìm kiếm nó nhiều hơn, nó hữu ích hơn cho người dùng. Thì trong một đoạn video ngắn này mình sẽ trải nghiệm và mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái khả năng tìm kiếm ở trên Android 12. Như em thấy thì cái Pixel 4 của mình đang cài cái phiên bản Android 12 Beta 5, tức là theo như Google nói là cái phiên bản đã hoàn thiện và chỉ chờ ngày ra mắt mà thôi. Thì bạn thấy là ngoài cái tính năng tìm kiếm như mình sẽ nói á, thì bây giờ trên Android 12 nó sẽ có cái widget mới bao gồm widget đồng hồ như chúng ta thấy là Google họ quảng cáo khi mà Android 12 ra mắt á. Đó thì bạn thấy là nó sẽ có thêm 3 cái widget đồng hồ mới này. Ở trong đó có một cái analog thì các bạn nhìn thấy đây. Ngoài ra thì ở Google Photos cũng đã có widget hình ảnh dành cho Android như các bạn thấy là mình đang để trên cái màn hình chính của mình. Bây giờ mình sẽ nói về cái tính năng tìm kiếm mới ở trên Android 12. Khi mà các bạn vút lên để vào App Drawer thì các bạn sẽ thấy là cái khung tìm kiếm được Google làm cho mới lại, nó không bị lỗi như là những cái bản beta trước nữa mà bây giờ nhìn nó hài hòa hơn so với lại cái App Drawer này. Các bạn cũng có thể là bật cái tính năng đó là luôn hiển thị bàn phím khi mà vào tìm kiếm. Đó. Tức là bây giờ khi bạn vào App Drawer này thì cái bàn phím nó tự động nó bật lên để chúng ta sẵn sàng tìm kiếm. Và trong cái phần cài đặt của tìm kiếm thì các bạn sẽ có thể là tắt bật hoặc là hiển thị những thông tin mà bạn muốn. Ví dụ đây là shortcut, ví dụ như đây là danh bạ hay những cuộc hội thoại hay là tìm kiếm trong cài đặt. Bây giờ mình sẽ thử là tìm kiếm một ứng dụng nào đó cho các bạn xem. Ví dụ mình tìm Instagram đi. Đó, thì bạn thấy là thay vì nó hiển thị duy nhất là cái ứng dụng Instagram chúng ta bật, chúng ta mở vào, thì bây giờ nó sẽ hiển thị thêm ra những cái tiểu mục mới nữa. Ví dụ như ở đây đó là một bài viết mới, rồi một đoạn chat mới hay là bật vào camera luôn. Tương tự như vậy với Chrome chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là nó hiển thị thêm những cái tiểu mục bên dưới để cho mình mở luôn một tab mới. Thay vì mình vào Chrome mình bấm thêm những nút khác nữa thì mình mới có thể vào được. Còn đối với tìm danh bạ thì sao? Bây giờ mình sẽ thử tìm danh bạ nha. Đó, thì các bạn thấy là nó sẽ hiển thị thêm ở đây đó là tùy chọn, đó là vào danh bạ hay là nhắn tin cho người đó. Mình bấm vào đây thì nó sẽ vào luôn cái ứng dụng tin nhắn để nó nhắn tin cho cái danh bạ đó. Hoặc là nếu mà một danh bạ nào đó mà chúng ta đã sử dụng và chúng ta đã trò chuyện ở trên những cái nền tảng trò chuyện khác, ví dụ như Telegram chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là Android nó sẽ hiển thị và nó sẽ gợi ý cho mình đó là nhắn tin cho Cu Hiệp hay là vào Telegram để nói chuyện với Cu Hiệp. Với cái tính năng tìm kiếm này, nó không chỉ mang lại cái thông tin hữu ích và nhiều hơn cho người dùng mà nó còn hoạt động rất là nhanh và rất là mượt mà. Bây giờ mình sẽ thử tìm kiếm ở trong ứng dụng cài đặt cho các bạn xem. Ví dụ mình sẽ tìm Wi-Fi đi. Đó, thì các bạn thấy là nó sẽ hiển thị thêm ra những cái tính năng ở bên dưới, ví dụ như là vào thẳng Wi-Fi hotspot. Nhưng mà cái hay nhất trên này đó là nó hiển thị một cái nút để bật tắt Wi-Fi nhanh ở đây. Hay là mình sẽ thử là chế độ dark mode đi. Các bạn thấy là nó cũng hiển thị ngay nút để bật tắt. Hay như ứng dụng camera thì chúng ta sẽ có thể là quay video hoặc là chụp hình selfie. Đó là về tính năng tìm kiếm mới ở trên Android 12. Thì anh em sẽ thấy là nó mạnh mẽ hơn, nó hữu ích hơn rất là nhiều so với lại cái tính năng tìm kiếm như là trên Android 11 trở về trước. Android 12 là một cái hệ điều hành có sự thay đổi rất là mạnh mẽ, rất là triệt để của Google. Không chỉ về những tính năng mới mà còn cả về mặt giao diện, khả năng hữu dụng. Thì tìm kiếm trên máy là một trong những cái tính năng mới và rất là quan trọng trên Android 12. Google nói là họ sẽ phát hành Android 12 trong khoảng một vài tuần tới. Tức là chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ là Android 12 sẽ ra mắt trong tháng 9 này. Anh em hãy chuẩn bị máy để lên phiên bản chính thức nhé. Ok, cảm ơn các bạn.